Hôm nay ngày 29 tây tháng 10 2020, tôi hái được 9 trái khổ qua nữa. 9 trái là 25 kg. 25 kg này là nhiêu đây? 800 g. 25 kg, 800 g, chọn 26 kg, ở trên trại còn khoảng ký nữa là 26 kg khó qua rồi đó, bạn thấy không? Niềm vui của tôi, niềm vui. Trái khó qua, khó qua hả bạn? Niềm vui, niềm vui của tôi. Chính trái này chia sẻ chào các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới 29 tây tháng 10 dồi dào sức khỏe nha. Chào.